Xin chào tất cả mọi người, tôi Đức ACT đây ạ. Rất vui được lại mọi người trong chương trình chia sẻ các mẫu nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc BNI chúng tôi. Thì rất vui ngày hôm nay thì tôi sẽ xin chia sẻ tới mọi người một cái mẫu nhà cấp 4 mái Nhật theo phong cách hiện đại được công ty cổ phần kiến trúc BNI chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Thắng tại Thạch Thành, Thanh Hóa. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho mọi người cái công năng cũng như là cái phối cảnh 3D bên ngoài. Đấy, thì trước khi mà đi vào chi tiết hơn thì mọi người có thể tham khảo thêm các cái mẫu nhà cũng như là các cái hoạt động của công ty như đi về thăm lại hoặc có quá trình khảo sát trên kênh YouTube bằng cách là gõ là kiến trúc BNI. Đấy, thì nó sẽ ra logo này và mọi người sẽ ấn nút đăng ký cũng như là cái chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào chúng tôi chia sẻ. Ngoài ra thì mọi người có thể vào trang Facebook và gõ tìm kiếm là kiến trúc BNI. Đấy, và nó sẽ ra cái trang của chúng tôi đây. Đấy, đây. Đấy. Thì mọi người sẽ ấn vào nút thích trang cũng như là để mà theo dõi các cái mẫu nhà cũng như tất cả các hoạt động của chúng tôi đăng. Đấy, và nếu như mọi người mà có câu hỏi hay là có cái thắc mắc gì mà muốn hỏi thì mọi người sẽ ấn vào gửi tin nhắn này thì công ty chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp trên tin nhắn với mọi người. Được chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ cùng đi vào khám phá cái công năng ở bên trong của cái công trình nhà anh Thắng nhá. Đấy, thì trước khi mà để về mà chúng tôi có cái thiết kế như này thì chúng tôi phải đến tận nơi trực tiếp để mà khảo sát cái hiện trạng của khuôn đất cũng như là xem cái địa hình như thế nào. Đấy, và chúng tôi bay flycam ở trên cao để chụp lại toàn bộ cái hiện trạng của khuôn đất. Đấy, và khi chúng tôi về thiết kế thì sẽ đặt trực tiếp lên cái khuôn đất theo đúng cái kích thước thật. Ngoài ra thì để nó đồng bộ với các cái bộ phận khác là ví dụ như cái vị trí cấp điện, cấp nước, thoát nước như thế nào thì nó có cái ảnh chụp này thì nó sẽ thực tế và các bộ phận thiết kế nó sẽ đúng với thực tế hơn. Đấy, ngoài ra thì hiện tại công ty cổ phần kiến trúc BNI chúng tôi thì luôn luôn là hỗ trợ mọi người từ khi mà bắt đầu thi công cho đến khi hoàn thiện ngôi nhà, và chúng tôi còn về thăm lại và quay lại cái ngôi nhà mà khi đó hoàn thiện. Đấy, thì các cái phần như phần các cái phần quan trọng ấy, như phần làm móng này, làm thép móng ấy, hoặc là thép sàn này, đấy là những cái phần quan trọng nhất để nó ảnh hưởng đến cái kết cấu cũng như là cái độ bền của ngôi nhà. Đấy, thì đấy là những cái phần mà chúng tôi sẽ cử anh em kỹ thuật về tận nơi để giám sát trực tiếp cho nó đảm bảo an toàn cho mọi người. Đấy, còn lại đâu thì bản vẽ cứ 2D thì có 3D rồi và nó rất là chi tiết. Đấy, còn nếu như mà các bác thợ mà chưa rõ phần nào thì chúng tôi bất kể lúc nào alo hoặc là gọi video qua Zalo thì chúng tôi luôn luôn hỗ trợ tận tình. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết hơn của cái phần mặt bằng bên trong nhé. Đấy, thì với ngôi nhà nhà anh Thắng này thì cái chiều ngang ở phía mặt tiền là 11m. Đấy, chiều sâu tức là cái chiều ở phía sảnh phụ là 13m. Đấy, thì diện tích của nó rơi vào là diện tích của nó rơi vào cả sảnh. Đây, cả sảnh nó là vào 167m2. Công năng thì bao gồm là gì ạ? Anh Thắng yêu cầu chúng tôi là các cái công năng của anh là một phòng khách này, phòng thờ này, 3 phòng ngủ, một phòng bếp công ăn là phải rộng. Đấy, và khu vệ sinh là phải tách riêng. Đấy, và cũng như là lối đi lại giao thông nó phải thuận tiện. Đây là cái phương án mà anh đồng ý và để chúng tôi triển khai các cái phần tiếp theo như là kiến trúc, kết cấu, cái phần kết cấu điện nước và phần dự toán bóc tách giá trị công trình. Đó, thì chúng ta sẽ cùng đi vào khám phá công năng bằng trên thực tế hơn nhé, nó trực quan hơn. Đấy, thì hiện nay chúng tôi là cứ 2D thì sẽ có 3D kèm theo, cũng như là trong quá trình mà chúng tôi gửi phương án thì chúng tôi sẽ gửi cả mặt bằng 2D kia là để cho chủ nhà, gia chủ có thể biết là cái kích thước dài rộng như nào, diện tích các phòng là bao nhiêu mét vuông. Đấy, và dài rộng của các phòng như thế nào. Đấy, là trên mặt bằng. Còn trên phối cảnh 3D này thì mọi người sẽ hình dung ra cái không gian khi mà lên thực tế sau này nó như thế nào, cũng như là nếu mà gia chủ thường không biết về bản vẽ xây dựng về 2D đấy thì cứ nhìn vào 3D này thì sẽ biết là cái không gian nhà mình sau này như thế nào, và xem như vậy là nó đã cảm thấy hợp lý hay chưa để mà có thể chỉnh sửa trao đổi. Đấy, và mọi người lưu ý rằng là khi nào chúng tôi sẽ chỉnh sửa cũng như là tư vấn để làm sao hai bên thống nhất với nhau và đưa đến một cái phương án chốt, sau đó là chúng tôi sẽ đến phối cảnh 3D. Đấy, thì đến phối cảnh 3D thì cũng tương tự thế, là chúng tôi sẽ gửi 3D cũng như là khi mà khi nào chốt ưng thì lúc đấy chúng tôi mới triển khai tiếp theo, chứ không phải là chúng tôi gửi 3D cái là mọi người phải theo cái 3D đấy, mà hoàn toàn có thể là chỉnh sửa cái nọ cái kia kể cả trong 3D.
Đó, nhưng mà trước khi làm 3D thì phải chốt được cái công năng mặt bằng này. Được chưa? Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ đi vào là 5 bậc. Đấy, 5 bậc sẽ đi lên sảnh chính. Đấy, và gì ạ? Chúng ta bước vào cửa 4 cánh đây. Và đi vào phòng khách thì toàn bộ cái không gian phòng khách này đấy, rất là rộng. Đấy, thì cái diện tích của phòng khách này nó là 25,87, tức là vào 26 mét vuông. Đấy, thì diện tích chúng ta xem ở cái mặt bằng này. Được chưa? Rồi. Sau đó là diện từ cái phòng khách này chúng ta sẽ đi vào cái phòng thờ bên cạnh này. Đấy, phòng thờ thì chúng tôi được bố trí rất là trang trọng ở phía đầu, cũng như là một không gian riêng. Được chưa? Tiếp đến ấy, là ở cái không gian của cái phòng bên tay trái này là toàn bộ là không gian của phòng bếp. Đấy, thì diện tích của phòng bếp này nó là cộng ăn nó là 30 mét vuông. Nó là toàn bộ cái phần đây này. Đấy, nó rất là rộng. Thì nhà anh Thắng anh yêu cầu là cái phòng khách của anh phải thật là rộng, bởi vì anh là con trưởng và con cả trong gia đình, thì mỗi lần mà có dỗ hay cái gì đó đấy, thì mọi người cũng như anh em họ hàng đến làm cỗ thì ở trong không gian này là cũng được vài mâm cỗ rồi. Đấy, thì ở đây chúng tôi làm bằng hệ lam sơn giả gỗ này, và đây là phần để tivi, cũng như đằng sau ấy thì nó sẽ là cái lối đi lại giao thông ở giữa các phòng. Đấy, thì từ đi sang bên phải này thì chúng ta sẽ vào trong bên phải này thì nó sẽ là một cái phòng ngủ ở đây. Đấy, phòng ngủ này thì chúng tôi bố trí hai cửa sổ nhỏ hai bên để đảm bảo cái vấn đề là về phong thủy, cũng như là lấy cái không gian ánh sáng cũng như gió trong ngôi nhà. Đấy, ở phía bên bên này thì cũng sẽ có một cái phòng ngủ. Đấy, cũng sẽ có một phòng ngủ ở đây. Và tiếp đến chúng sẽ có một phòng ngủ tiếp theo là phòng ngủ số 1 này, phòng ngủ 2, phòng ngủ 3 đây. Và gì ở đây do là các phòng ngủ bố trí nó khá là gần nhau, cũng như là gì ạ? Nó nếu mà để đi đến cái vệ sinh chung này. Đấy, thì đây là không gian vệ sinh chung này. Thì đi đến vệ sinh chung này nó rất là xa đúng không ạ? Thì chúng tôi là đã thiết kế thêm một cái vệ sinh chung ở giữa. Đấy, ở đây thì để tiện các cái phòng sử dụng ở đây hơn. Đấy, còn bình thường thì sẽ sử dụng nhiều, cũng như là sử dụng ở cái phòng vệ sinh chung này. Đấy, thì cái vệ sinh chung này thì sẽ tách riêng, còn đây là cái không gian cái lối đi lại để ra phía đằng sau. Đấy, ra phía đằng sau vườn phía sau. Đấy, thì nhà anh Thắng thì có một ưu điểm là gì? Cái không gian vườn nó rất là rộng. Đấy, nên là gì? Các cái lối đi lại chúng tôi thiết kế nó cũng rất là phù hợp. Và ở phía bên từ bếp đi ra thì nó sẽ có cái khu vực đó là sảnh phụ phía bên này. Đó, để đi lại khi mà gì? Có đi chợ hay nhau về chẳng hạn đúng không? Thì sẽ đi lối cửa phụ này vào trong không gian bếp, chứ không đi qua cái phòng khách này rồi mới vào bếp. Được chưa? Còn muốn đi ra đằng sau ấy, thì không phải đi từ cửa phụ này đi ra, mà có thể là gì? Từ sảnh phụ đi ra, mà có thể là mở cửa này mà đi từ đây ra ngoài phía đằng sau. Đấy, thì đấy là toàn bộ cái công năng mà chúng tôi đã thiết kế rất là hợp lý. Thì đây là cái phương án mà chúng tôi đã nghiên cứu, cũng như làm sao đấy mà để trong quá trình sử dụng nó được hợp lý, cũng như là gì ạ, nó hài hòa nhất. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến tìm hiểu đến cái phần đó là phần phối cảnh 3D. Đấy, thì đây là cái phối cảnh mà chúng tôi đã từ mặt bằng đấy chúng tôi đã thiết kế. Và anh khi mà chúng tôi gửi phương án này thì anh Thắng rất là ưng ý và hài lòng. Đấy, thì với cái kiểu mà thiết kế này thì sau này đó là khi lên thực tế là ví dụ như là sơn như thế nào, ốp vạch như thế nào, rồi hệ mái như nào, là toàn bộ là sẽ theo cái thiết kế này, cũng như là gì ạ, trong bộ bản vẽ sẽ có đầy đủ các cái chi tiết để mà gì ạ, các bác thợ có thể làm như cái cột này kích thước như nào, mái này kích thước như nào, chiều cao như nào, đúng không ạ? Đấy, thì khi chúng tôi thiết kế thì nó sẽ có những cái kích thước chi tiết, cũng như là chúng tôi đã cân đối hết rồi, chiều cao mái làm sao cho nó hợp lý và cân đối với ngôi nhà, đúng không ạ? Tỷ lệ dài rộng như nào để cho nó đẹp. Thì đấy, chỉ có thiết kế thì mới có thể được như vậy. Còn nếu như mà gì ạ, mọi người lên mạng hoặc tìm một cái mẫu 3D, hoặc là kể cả có cả mặt bằng mọi người về làm, nhưng mà gì ạ, mỗi một gia đình thì cái nhu cầu sử dụng nó sẽ khác nhau. Đấy, chỉ cần thay đổi cái chiều dài hoặc chiều rộng của ngôi nhà thôi là nó đã cái ngôi nhà nó sẽ khác nhau rồi. Đấy, cái tỷ lệ khác nhau thì cái hệ mái của nó sẽ khác nhau. Và nếu như mà không có thiết kế thì chắc chắn ngôi nhà sẽ không cân đối và sẽ không thể đẹp được. Thấy chưa? Ngoài ra thì khi mà thiết kế thì tất cả mọi thứ nó đã rõ ràng rồi. Đấy, thì mọi thứ đã được kiểm soát ngay từ đầu rồi thì nó tiết kiệm rất là nhiều các cái chi phí. Đấy, thì đấy là những cái mà tôi chia sẻ thêm. Đấy, còn khi mà đi vào cái phần chúng ta nhìn vào cái phần phối cảnh 3D mà chúng tôi thiết kế cho anh Thắng đây, thì mọi người cũng đã nhìn thấy ngay được đó là cái sự đơn giản, nhưng mà nó cũng toát lên được một cái sự là cuốn hút này, sự hoành tráng cũng như là sự sang trọng của cái ngôi nhà. Được chưa? Thì với cái
hình khối của cái ngôi nhà đấy, và chúng tôi đã thiết kế bằng cái hệ là hệ mái Nhật đấy, để nó gì ạ, nó ăn theo các cái hình khối của ngôi nhà, và chúng ta thấy là cái hệ mái nó rất là hợp lý và phù hợp với cái hình khối này đúng không ạ? Đấy thì ở phía sảnh chính này thì chúng tôi làm một cái điểm nhấn, nó là chúng tôi làm hệ cột tròn và làm một cột kép, tức là hai cột song song với nhau đấy, và hai bên chúng tôi thiết kế là hai bên cũng như ở dưới nó sẽ có một cái trụ đấy, trụ đế gọi là đế 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 cột đấy. Đấy thì nó sẽ tạo nên một cái sự gì ạ, cứng cáp khỏe khoắn và cái sự hoành tráng uy nghi của cái ngôi nhà khi mà chúng ta nhìn ngay từ cái phía mặt tiền vào đấy. Thì đây là một cái điểm nhấn, và sơn giả đá ở ngoài đấy, sơn giả đá ở ngoài. Toàn bộ các cái hệ cửa, ví dụ như kể cả cửa đi hay cửa sổ thì đều làm bằng cái hệ nhôm kính. Đấy thì cái ưu điểm của nó đó là gì ạ? Nó sẽ lấy trọn được cái không gian, cái ánh sáng từ bên ngoài vào trong nhà. Đấy cũng như là khi mà chúng ta ở trong nhà thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ có ở các góc thì chúng ta đều có thể là gì ạ? Nhìn ra bên ngoài, phía bên ngoài được. Ví dụ như không gian cây xanh hay là những cái phía bên ngoài sân vườn bên ngoài. Đi vào thì chúng ta sẽ đi 5 bậc. Đấy, đi lên và diện toàn bộ các cái hệ bồn bồn hoa này xung quanh này thì sẽ được ốp bằng gạch thẻ, cũng như là gì ạ, từ cái cốt không không này, cốt nền không không này lên đến bậu cửa thì chúng tôi cũng ốp bằng cái hệ gạch thẻ này để nó tạo nên một cái sự đồng bộ trong cái lối kiến trúc đó. Còn ở không gian phía trước thì chúng tôi sẽ bố trí thêm những cái khoảng không gian cây xanh vào đấy, và ở phía các cái phần trần đây này thì chúng tôi cũng bố trí các hệ đèn vào để khi về ban đêm thì đương nhiên là cái ngôi nhà nó sẽ trở nên lung linh và đẹp đẽ hơn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến một cái góc nhìn, góc này chính là cái góc ăn điểm nhất của cái ngôi nhà này, đó là một cái góc mà chúng ta có thể nhìn tổng thể được ở hai phía sảnh, đó là sảnh chính và phía sảnh phụ đấy. Và cái điều đặc biệt ở cái ngôi nhà mà chúng tôi thiết kế cho anh Thắng này đó là gì ạ, cái phần ở giữa và gì ạ, ở giữa của cái sảnh chính và sảnh phụ ấy thì chúng tôi thiết kế bằng cái hệ tường cong đấy, nhưng mà đặc biệt nữa là gì, tường cong này nó không phải là tường bằng tường gạch kín mà là chúng tôi làm bằng cái vách kính, bằng hệ vách kính, gọi là nó sẽ vách kính to ấy và nó cong theo cái biên dạng đó. Đấy thì mọi người thấy không ạ, nó cực kỳ là bắt, và cái điểm nhấn ở đây là chúng tôi sẽ cũng ốp bằng gạch thẻ ở trên và dưới luôn, và ở giữa nó là một cái vách kính rất là to đấy, và nó có những cái đố ở đây để nó tạo cái độ cứng thêm cho cái vách kính này nữa. Đấy. Và với cái ưu điểm mà làm cái vách kính to này thì đây nó chính là một cái không gian mở. Đấy, nó là không gian mở mọi người ạ. Thì cái ưu điểm không gian mở này thì đương nhiên là gì ạ? Nó sẽ lấy những cái không gian ánh sáng cũng như là gì ạ? Khi mà chúng ta ngồi ở phía trong thì đây là cái phần phía bàn ăn ở phía trong đúng không ạ? Chúng ta ngồi ăn thì chúng ta nhìn ra những cái không gian sau này ở bên ngoài. Đấy. Đây là góc nhìn trên cao hơn thì chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ này. Đấy, rất là rõ. Đấy. Đây là ở phía cái sảnh phụ, thì ở phía sảnh phụ này thì chúng tôi cũng làm là gì, hệ cột kép ở phía này, bởi vì sao ạ, tại vì là chúng ta làm ấy nó phải là đồng nhất về lối kiến trúc, thấy chưa, bất kể ngôi nhà nào nó phải đồng bộ về cái lối kiến trúc đấy, thì chúng tôi cũng làm hệ cột tương tự cũng như là cách trang trí nó sẽ tương tự ở cái sảnh chính. Đây là cái phần hệ cửa thông, cửa cửa thoáng của cái nhà vệ sinh. Đấy, thì chúng tôi cũng tận dụng cái cửa này và cũng như đắp những cái chỉ thêm vào để nó tạo những cái điểm nhấn ở cái không gian phía bên này. Ở đây là chúng tôi làm bằng hai cái ô kính này, thì cái này có thể trượt được sang hai bên. Đấy, ở trong nó sẽ có cái chốt khóa ở trong và diện nó trượt sang hai bên này. Để đây là cái không gian bếp, thì khi nấu ăn hoặc thứ thì có thể là mở cái cửa kính ấy ra, trượt nó ra thì nó sẽ có cái không gian để nó diện thoáng với bên ngoài, cũng như là diện nó sẽ tạo cái ánh sáng, lấy ánh sáng trong cái nhà. Ngoài ra là nó cũng là một cái điểm để mà trang trí thêm ở phía bên 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 sảnh phụ, và gì ạ, nó làm cho cái mảng tường này nó đỡ bị trống trải và đơn điệu, được chưa? Đấy thì đây là một cái góc nhìn nó chính, nó tổng thể nhất, tức là chúng tôi chụp ở trên cao thì mọi người có thể thấy được là từ cái hình khối, hệ mái, hệ cột, được chưa, rồi trang trí bằng những cái gạch thẻ này, rồi những cái hệ vách kính uốn cong. Đấy thì mọi người thấy là đó là những cái điểm nhấn, mặc dù là gì ạ, nó cực kỳ là đơn giản đúng không ạ, nó không có gì lắp vẽ cả, nhưng mà nó vẫn có những cái điểm nhấn của ngôi nhà. Thì đấy là cũng một cái xu hướng để mà gì ạ, thiết kế cái ngôi nhà ở hiện đại này đấy. Mặc dù là sẽ có những người sẽ thích cái dạng là tân cổ điển hoặc dạng cổ điển, tức là đắp vẽ nhiều đấy, nhưng mà gì ạ, chúng đó mỗi một cái một một kiểu kiến trúc ấy thì nó sẽ có những cái vẻ đẹp riêng khác nhau,
Và chúng tôi luôn luôn tôn trọng cái quan điểm cái sở thích của mỗi gia chủ, và chúng tôi sẽ luôn luôn đáp ứng được tất cả những yêu cầu mà mọi người mong muốn. Thì đấy là toàn bộ những cái mà tôi vừa chia sẻ cái mẫu nhà của nhà anh Thắng ở Thạch Thành, Thanh Hóa. Đấy, thì cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cũng như là đã theo dõi hết video này. Đấy, thì mọi người đừng quên đó là gì ạ, ủng hộ cũng như là gì ạ, đăng ký kênh của Kiến Trúc Bền Y để mà không bỏ lỡ bất kỳ video nào ở trên kênh Kiến Trúc Bền Y hoặc là trên trang Facebook. Đấy, thì cũng rất là cảm ơn mọi người và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở các cái video chia sẻ các cái mẫu nhà tiếp theo.